Xin chào các bạn đến với kênh sáng tạo của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn sửa một cái quạt nha. Cái quạt này hiện tại giờ là kim điện vô là không có chạy nha các bạn. Đây mình ghi mình cắm thử cho các bạn xem. Đây mình kim điện rồi, bấm nè. Các bạn thấy không, nhấn số là không chạy nha. Rồi mình rút điện ra. Rồi bây giờ mình mở ra kiểm tra coi nó hư cái gì nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta lật cái đít quạt lên. Rồi chúng ta vặn bốn ốc ra. Rồi. Đó, chúng ta vặn bốn ốc ra. Để chúng ta kiểm tra nguồn điện nha. Nhưng mà cái kiểm tra bước đầu tiên là mình nên kiểm tra cốt bạc trước đi các bạn. Đây mình gỡ cái gỗ ra. Thì mình kiểm tra cốt bạc nó còn ngon không. Đây cốt mình lăn thì mình thấy nó còn nhẹ nè các bạn. Mình gặt lên gặt xuống vô ra thấy nó còn tốt nè. Có nghĩa là chứng tỏ là cái cốt nó còn ngon nha. Thì mình kiểm tra nguyên nhân tại sao nó hư nha. Thì sẵn đây mình gỡ cái gỗ với cái cánh này ra cho nó gọn, bạn dễ xử lý nha các bạn. Đây mình gỡ rồi nha. Rồi bây giờ mình lật cái đít lên. Ở đây nó có cái hệ thống điện của nó là như gì nè các bạn. Đây ở đây nó có K3 nha. Đây là cục K3. Còn đây là nó có hai, ở chỗ K3 nó có tổng cộng là cái mối dây chạy và dây đề. Dây đề dây màu hồng nè các bạn. Còn dây chạy là dây màu đen nha. Thì cái quạt này nó ra dây chạy là dây màu đen nha. Thì bây giờ mình kiểm tra, mình đo thằng chạy với thằng đề coi nó còn hay là nó đứt rồi. Đây mình dặn đồng hồ lên các bạn. Đây bây giờ mình chuyển qua chế độ đo ôm nha. Đó. Rồi bắt đầu mình là mấy tước dây ra, mình bứt dây ra luôn nha các bạn, bứt dây ra khỏi K3 luôn. Đó. Rồi đây nè, đây là dây cuồng điện lên nha, thằng K3 nó chúng ta bỏ một bên đi. Đây là dây cuồng điện đi lên nha các bạn. Đây là dây chạy với dây đề hai cộng nè. Mình đo trực tiếp cho hai cộng này coi nó có lên không nha. Đây. Đây chúng ta đưa hai vô. Đây nó không lên nha các bạn. Dây chạy và dây đề không lên. Rồi bây giờ chúng ta nắm cái dây chạy nha, chúng ta giữ là một que vô dây chạy nha, rồi chúng ta đo vô cái dàn số của nó lên không. Rồi chúng ta đo vô dây trắng nè, dàn số nè, số 3 nè cũng không lên nè, số 2 cũng không lên luôn nè, số 1 không lên nè. Trước mắt là cái dây chạy mình thấy nó đã đứt nha các bạn. Rồi bây giờ mình kiểm tra qua dây đề, đây dây đề đây, dây đề thì chúng ta đưa số 3 nó lúc lên lúc không nè các bạn, là có nghĩa là hiện tượng này là nó đứt rồi nè. Còn đây cái đây số 2 nó lên nè các bạn. Số 2 là 237 ôm nha. Còn số 1 mình đo que qua số 1 là 197 ôm. Vậy là có nghĩa là trước mắt á cụ điện này nó đã đứt ở giữa chỗ dây phần chạy và với dây cái số 3 này. Còn dây đề này thì nó ăn được số 1, số 2. Thì có nghĩa là nó đã đứt cái cuồng chạy, nó tách ra khỏi cái cuồng điện rồi các bạn. Thì bây giờ mình gỡ ra cái cuồng điện ra mình kiểm tra coi còn cứu được không nha. Không biết cứu được không nữa. Đây đầu tiên là mình gỡ cái hai con ốc này ra. Chúng ta gỡ cái mặt nạ ra trước nha. Rồi chúng ta gỡ cái nút ra luôn. Rồi. Để mình kiểm tra nguồn điện coi nó còn cứu được không nha các bạn. Coi nó đứt sao nha. Rồi kéo lên. Rồi bây giờ để mình hạ cái máy xuống cho các bạn dễ xem nha. Các bạn chờ tí xíu nha. Rồi bây giờ mình hạ cái máy xuống rồi, bây giờ mình gỡ ốc này ra nha các bạn, bắn bốn ốc này ra. Để mình kiểm tra cuồng điện coi nó đứt như thế nào và nó có nổ hay là đứt mình cứu được hay không. Rồi chúng ta gỡ bốn ốc cuồng điện ra. Đó. Xong rồi rút cuồng điện nhẹ nhẹ ra nha các bạn. Đây chúng ta rút cái ô to ra nha. Rồi cái đến là chúng ta dỡ cái cuồng điện ra coi nó có bị ảnh hưởng gì không. Thì trước tiên là mình không thấy nó có dấu hiệu gì nha các bạn. Cái này chắc có lẽ nữa nó bị chập nổ quá. Rồi bây giờ để mình cắt cái cọng dây đai này ra để mình kiểm tra coi nó có nổ có gì không nha. Đây. Đây các bạn, nó có dấu nổ nè các bạn. Đây nó có dấu nổ, nó đứt ra mấy cọng dây nè. Ở đây nó đứt ra mấy cọng dây nè. Để mình phân ra coi. Ồ, nó đứt tới 3 cọng dây các bạn ơi. Để mình đo coi còn cứu được không nha các bạn.
Rồi bây giờ mình hạ cái máy quay xuống nữa nha, để cho các bạn dễ xem nha. Đây mình hạ cái máy quay sát xuống rồi nè, giờ cũng còn chưa thấy rõ gì mấy ha. Thì thôi bây giờ mình đưa cái, các bạn chờ tí xíu mình để lên cái hộp nữa. Đây mình để lên cái hộp cho các bạn dễ xem nha. Đây trước mắt là mình đã tìm ra được mấy mối đứt của nó nè. Đây một cộng nè, các bạn thấy rõ không? Đây một cộng nữa là hai cộng nè, và đây một cộng ba cộng nè. Rồi bây giờ mình xác định, để mình xác định coi thằng nào nó đứt thằng nào với thằng nào nha các bạn. Đây đầu tiên là chúng ta cứ đốt dây nó ra, đốt cái lớp cách điện nó ra nha các bạn. Đây chúng ta đã đốt cháy ra rồi nè. Đó. Rồi bây giờ mình lấy cái đồng hồ nha các bạn. Rồi mình lấy cái đồng hồ mình kiểm tra coi nó như thế nào nha. Đây cái đồng hồ đây. Đó. Thì để mình kê cái đồng hồ lên. Đây, đang chờ chút xíu nha các bạn. Đó. Thì bây giờ trước mắt là chúng ta tìm coi cái mối nào mối chạy và mối nào mối mối số nha các bạn. Thì đây để mình chập cái này lại coi. Để mình chặn qua chế độ ôm rồi nó nằm bên chế độ ôm này. Khoan, hãy coi phải nó không. Nhảy lộn xả hết trơn. Ai đây là mới chạy còn này các bạn. Cái đồng hồ này nó tiếp xúc không tốt là nó nhảy lộn xạ nha các bạn. Đây là 400 ohm nha các bạn, đây là chạy nha. Thằng chạy của nó là 400 ohm nè, là còn nè. Còn này là số nha. Thằng số thì trước mắt là cái thằng này là thằng số nãy đứt ra nè. Rồi bây giờ chúng ta coi nó đứt ở phản dây nào nha các bạn. Đây nó đứt ở phản dây chạy nè các bạn. Đây dây chạy nó đứt ra hết hết một cộng nè. Đây nó đứt dây chạy ra nè. Còn dây này dây số nè, dây số nó nổ ra nè, dây số nó nổ nè. Dây số 3 nha, dây số 3 là nó nổ với hai cộng. Như vậy là chúng ta lấy một mối dây chạy và một mối dây số chúng ta đấu lại. Đây là chúng ta đấu hai cộng này lại nha các bạn. Đây chúng ta đấu hai cộng này lại. Còn một cộng chạy chúng ta đấu vô cái dây đen này nó là xong nha. Vậy là chúng ta có thể cứu con điện rồi. Nhưng mà để mình đấu vô rồi mình cho chạy thử coi nó chạy được không nha các bạn. Rồi mình lấy dây mình nối một khúc nha. Nó nổ, nó đứt luôn. Rồi thôi, mình nấu thủ công đi. Rồi mình nói trực tiếp đây nha các bạn. Để mình đốt coi nó chạy hoài nhau không. Rồi mình đốt gì là chắc chắn là nó ăn ngon rồi các bạn. Rồi kế tiếp là chúng ta cứ hoa vô đây nha, hoa vô cái mối dây trắng nha. Đây chúng ta đốt ở đây, chúng ta hoa vô mối dây trắng là xong. Cái này là số 3 nha các bạn, số 3 là giữa thằng chạy với thằng số nha. Chạy với số rồi chúng ta đấu lại là số 3 nha. Đó. Rồi mình đấu lại, mình đo với thử coi nó lên ngon nha các bạn. Rồi đó, mình đấu lại vậy nha. Bây giờ trước mắt là mình đấu mô phỏng cho các bạn xem ngay, gọi một hồi mình hàng sao nha. Mình đấu cho chạy thử rồi hồi mình hàng lại. Tại vì bây giờ hàng nữa thì nó tốn thời gian lắm các bạn.
Đó. Rồi. Rồi bây giờ để mình đút cái ống gen vô nha các bạn. Đút cái ống gen cách điện vô các bạn ơi. Em thôi nó chạm nó mát. Rồi bây giờ chúng ta ngoài vô đây nha. Ngoài vô hàng chạy nha. Rồi xong. Đây là mình đốt cho chì nó chảy ra nó dính lại luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình đã cứu ở đây là xong rồi đó. Bây giờ mình cứ đút cái ống này vô, ống cách điện vô rồi mình đo thử lại coi nó ok chưa. Nó ok thì mình gáp vô cho chạy thử nha các bạn. Đợi chút để mình lấy cái dây rút mình rút lại. Cái trường hợp này là trường hợp nó đứt nhẹ mình còn cứu được nha, đứt 2 hoặc 3 cộng mình còn cứu được. Còn nó đứt nhiều quá là thua nha các bạn. Nó đứt nhiều quá là nếu mà chúng ta tìm đủ mối thì chúng ta có thể cứu được. Còn nếu mà nó đứt sát gốc á, nó đứt ở trên nó đứt cạn cạn còn thấy dây mình còn cứu được nha. Còn nó đứt sát gốc là thua nha các bạn. Ở đây bây giờ mình đo lại nha. Đây mình đo lại cái cuồng điện coi nó ăn chưa. Nó ăn tốt chưa. Thì đây hồi nãy là cái mối này các bạn chú ý nè, cái mối hồng nè. Với cái mối đen này là thằng này đề nè, thằng này chạy nè. Thì hồi nãy chúng ta đo không lên. Thì bây giờ mình đo cho các bạn xem coi có nó lên chưa nha. Đây giờ chúng ta đo thử coi lên chưa nha. Đây. Đây các bạn bây giờ là nó. Chà nó lên gì là lên giống lên 93 kg ôm hả. Bây giờ nó lên nè các bạn. Ồ K3 hồi nãy K3 nó còn. Hồi nãy mình ghim điện cái lúc mà cuồng điện nó đứt ra K3 nó còn hồi nha các bạn. Mình thử ra nó làm cái chặt nha. Đây bây giờ mình đo thử cái số 1 nè. Số 1 lên nè. Số 2 lên nè. Số 3 cũng lên luôn nè các bạn. Nhưng mà cái số ôm này sao mình thấy nó thấp quá. À cái này số ôm nó lên tới ký rồi các bạn ơi. Bởi vì chúng ta thấy nó ít chứ không phải nó ít nha. Rồi chúng ta đo là bên hàng chạy coi. Hàng chạy nó lên là 1 kg nè. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đấu vô cho nó chạy thử coi sao nha các bạn. Tại vì trước mắt là nó do mình không hàng đó. Nó dẫn điện không tốt thành thử ra mình đo nó cái nó có cái độ sai số nha. Giờ mình cho nó chạy thử coi mình test thử coi nó chạy thử nó chạy ha được không? Đây bây giờ chúng ta cứ ngoài vô nha. Rồi ngoài vô. Bây giờ mình cho nó chạy thử coi. Test chạy thử coi nó chạy không. Nếu mà nó chạy ok mình cắt cả bình hàng lại nha các bạn. Rồi bây giờ để bên nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ cho con điện vô, giáp nhá vô cho chạy thử coi nó chạy không. Khô quá khô. Rồi đây ta cho chạy thử coi chạy không. Gắp vô.
Trời ơi các bạn. Giờ mình gáp vô nha. Rồi, mình gá vô cho chạy thử coi. Rồi. Rồi bây giờ mình ghim thử nha các bạn, ghim thử coi nhấn nút coi nó chạy không nha. Đây mình ghim thử. Rồi, nhấn số. Rồi nó chạy rồi nè các bạn. Đây nó chạy tốt rồi nè. Nhưng mà cái này nó chạy ngược nha các bạn, tại do mình đấu dây trong chổng nó không đúng á nha. Nên nó chạy ngược nha các bạn. Bây giờ chúng ta muốn chạy đúng chiều thì chúng ta gỡ ra chúng ta đấu lại nha. Rồi, xong. Đây mình chia sẻ cái cách mà gỡ ra đấu cho nó chạy đúng chiều luôn nha các bạn. Hồi nãy chúng ta đấu cái thằng chạy với thằng số á, là chúng ta đấu vô nó thằng chạy với thằng số kế bên thì nó chạy ngược chiều, thì bây giờ chúng ta đấu lại cho nó chạy đúng chiều là nó rất là dễ nha. Chúng ta đổi thằng chạy lại cái rồi nha. Đây bây giờ mình cắt ra mình chia sẻ luôn. Đây các bạn, đây thằng chạy đây, thì bây giờ chúng ta lấy thằng chạy này. Chúng ta lấy thằng chạy hiện tại ngoài đây. Đây chúng ta lấy thằng chạy này nè. Thằng chạy mà vô cái mối dây đen này nha các bạn. Đây thằng chạy mình lấy ngoài vô cái mối dây đen nè. Mình lấy thằng chạy này ra. Đó, lấy mối dây chạy này ra, mình đổi qua cái mối dây chạy kia. Rồi, bây giờ chúng ta lấy ra nha. Rồi, các bạn chờ một chút để mình ghi mở hàng sẵn mình hàng luôn. Chiếc này hàng cho nó ăn luôn chứ để mất công. Rồi đây, thằng chạy với số này mình gỡ ra nha. Ở đây nó có thằng chạy với số nè, hồi nãy mình đấu lại nè. Giờ mình gỡ ra. Gỡ ra đấu cho đúng đầu luôn nha các bạn. Đây. Hồi nãy là nó tới đứt tổng cộng 3 mối, các bạn thấy rõ nè, 3 mối nè. Đó. Ở đây nãy mình đấu liền lại nè các bạn. Thì bây giờ chúng ta lấy thằng một mối chạy chúng ta đấu qua đây nha. Đây, cái mối dây chạy nằm dưới nè. Chúng ta đổi qua đây, còn cái mối dây chạy đây là chúng ta đổi ngược về đây nha. Đây chúng ta đổi ngược về đây. Đó. Đó chúng ta đổi ngược về đây là ok nha. Là có nghĩa là nó sẽ chạy đúng chiều luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cái việc đấu vô thôi, đấu vô là chạy ok thôi, đúng chiều thôi. Không có gì khó. Rồi. Chúng ta chỉ đảo dây chạy qua thôi nha các bạn. Dây chạy qua cái dây số đây thôi là chạy là đúng chiều luôn à. Không có gì phải khó hết. Rồi, còn cái mối dây chạy đây thì chúng ta cứ vô trực tiếp cái mối dây chạy thôi. Nhưng mà nó hơi ngắn rồi, chắc mình phải nói 1 phút với các bạn ơi. Đây. Rồi. Giờ chúng ta cứ đúc ống ghen vô. Rất là đơn giản phải không các bạn? Nó đứt cái mối nào thì chúng ta cứu được thì chúng ta cứ ngoan vô thôi là xong rồi. Rồi xong. Rồi chúng ta cứ đấu vô. Rồi cắt thôi. Đó. Các bạn chờ một chút nha, để mình lấy chị hàng của mình hàng vô luôn. Rồi để mình coi mở hàng nóng chưa, nóng mình hàng luôn nha. Đó, tẩm chì vô, tẩm nhựa thông vô để cho nó tẩy chất dơ á. Rồi kế tiếp chúng ta hàng chì vô nha các bạn. Đợt này mình mua nhầm cái cuồng chì mà lỗi cuồng chì mà nó bán hàng chì dởm các bạn. Khi mà hàng vô hả, nó cái cuộn thiết này hàng vô là nó không muốn chảy luôn nha. Cái nhiệt độ nó không đủ để chảy thiết luôn. Đó, nè, coi nè, khó chảy nè.
rất là khó chảy, hàng là phải nó bực mình luôn á. Rồi. Rồi xong nha các bạn. Rồi bây giờ mình đút ống gen vô nha. Đút ống gen vô. Rồi xong rồi chúng ta cứ lịch lại thôi. Đây chúng ta lặp lại. Cứu con điện này nó dễ thì không dễ, nhưng mà nó khó không khó. Bạn nào làm nó có cái tỉ mỉ chút xíu thì chúng ta có thể làm được nha các bạn. Rồi chúng ta cắt cho nó gọn gọn lại. Rồi xong. Rồi bây giờ mình gác vô thử lại cái nha các bạn. Đây gác vô. Rồi chiếc này là hàng chắc cứu luôn rồi đó. Đây đụng cái máy quay hoài các bạn thông cảm nha. Rồi chiếc này chúng ta bắt 4 con vô luôn nha. Khi mà chúng ta gắp 4 ốc vô, chúng ta dần dần cái phe này để cho nó chỉnh cái bạc lại các bạn. Nó chỉnh lại nó không xeo nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ ghim điện vô cho chạy thử coi sao nha các bạn. Đây bây giờ mình ghim điện vô nha. Rồi mình nhấn nút nè, số 1 nè. Đó chạy đúng chiều lại nè các bạn. Nè nó chạy đúng chiều bạc lại rồi đó. Đấy, các bạn thấy rõ không? Chạy đúng chiều lên luôn nha. Ok rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ mình gắp vô nha. Các bạn chờ để mình dựng cái máy cao lên. Rồi bây giờ mình dựng máy lên quá gấp vô nha các bạn. Đây. Đầu tiên là các bạn gấp vô cái cuộn điện này. Đó. Rồi chúng ta bắn ốc cổ kìm lại. Rồi xong sọt dây xuống đàng hoàng nha các bạn. Rồi kế tiếp chúng ta gấp cái càng đảo vô. Đó. Rồi. Xong rồi chúng ta gáp cái đít này lại luôn nha. Gáp cái đít này lại trước đi. Bắn bóng ốc lại. Có những cái quạt cuộn điện dây đồng thì mình cứu là được nha các bạn, còn dây nhôm là mình thua nha. Cái quạt này á, đúng ra cái vỏ cái quạt này là cái vỏ cuộn điện dây nhôm, nhưng mà do người thợ khác người ta gáp cái cuộn điện dây đồng vô rồi thì mình còn cứu được, còn cái quạt dây nhôm mà nó đứt cuộn điện là thua, không cứu được nha. Rồi rồi bây giờ chúng ta bắt cái mặt nạ vô. Rồi nhớ cho tí nhớt ngoài đầu này nha các bạn. Đó. Rồi. Rồi giờ gắp cái đít vô. Bạn nào mà chưa hiểu cái đường dây trong cuộn điện mà thằng nào chạy thằng nào đề nào số thì các bạn vô cái phần video của mình nha. Cái phần video trong kênh mình á, mình có chia sẻ về cái cách mà
đấu cuồng điện, và mình có vẽ cái sơ đồ á, mình có vẽ cái sơ đồ cho nó thì các bạn coi là các bạn hiểu nha. Rồi xong, bây giờ chúng ta gắp cái gỗ vô nha các bạn. Đây, giờ cái cánh này dơ quá, để mình dùng cái. Rồi, xong. Đó. Rồi, mình ghim thử cho các bạn xem nha. Ghim thử coi nó chạy sao nha. Rồi mình này gắp cái gỗ thì vô luôn. Đó, xong rồi các bạn. Chạy rất là êm luôn nha, nó không kêu một tiếng luôn nha các bạn. Đó, chúng ta đã cứu thành cuồng điện thành công nha. Đó, số 1, số 2, số 3. Đó, chạy rất là ok nha các bạn. Rồi thôi, mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà sửa cái quạt mà nó bị đứt cuồng điện. Tới đây là tạm dừng nha. Rồi bạn nào xem kênh thấy hay thì nhớ cho chia sẻ và đăng ký để ủng hộ giúp kênh mình phát triển tốt hơn nha các bạn. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công nha.